khán giả đang theo dõi chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, có lẽ là quý vị cũng đồng ý với Hoài Hương, tiết kiệm là một cái thói quen rất là tốt. Và tiết kiệm giúp cho chúng ta có thể là tích lũy được nhiều hơn, mà không chỉ tiết kiệm cho bản thân mà còn tiết kiệm cho những cái môi trường xung quanh cũng như là cho đất nước nữa. Tuy nhiên, nếu như mà trong gia đình của chúng ta có một cái thành viên mà tiết kiệm quá mức thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đến các thành viên còn lại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này cùng với tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào anh ạ. Xin chào Hoài Hương và xin kính chào quý vị khán giả. Và trước khi cùng nhau bàn luận về chủ đề này thì Hoài Hương xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi đoạn tình huống của chương trình hôm nay. Ui, cái gì đây? Không ra. Trời đất ơi, cái gì mà trời nó nóng chết. 4-5 giờ chiều mà nắng chang chang. Ủa, em, làm gì vậy? Ủa, sao nay anh về sớm vậy? Thì tăng ca cả tuần rồi, giờ tranh thủ hôm nay được nghỉ sớm về. Trời coi kìa, trời ơi, thấy tội không nè, nè, qua đây em lao cho nè. Ủa, một ghê không nè. Gì? Mới đổi nước xả hay vậy, mùi lại vậy? Ủa, đâu có đâu. Trời đất ơi, đừng có nắm mới cẩm này lo mặt luôn nha. Chuyện có chút xíu mà anh lớn tiếng với em à. Thì em đang dở tài vô tình, em qua em chậm mồ hôi cho anh. Mà cái khăn này nó cũng còn mới, sạch sẽ thơm tho đàng hoàng chứ có gì đâu. Khăn này bao lâu rồi? Em mới mua có 1 năm mà. Còn mới toanh cái gì đâu anh này, thiệt tình đó. Trời đất ơi, trời, cái khăn mua 1 năm mà mới toanh hả? Em ơi, anh đưa chi tiêu hàng tháng cho em mà. Cái nào cũ cũ thì em bỏ hết đi, em mua cái mới xài cho nó thoải mái. Hở một chút, bỏ bực bội. Thôi mà. Ủa, em tiết kiệm là vì ai? Em tiết kiệm là cũng vì cái nhà này thôi. Anh nghĩ thử đi, trong nhà có mình anh đi làm à. Em mà giờ em không tiết kiệm, em không dung dén, ngày mai mốt có cái gì để dành lại cho con cho cái đây. Tiết kiệm nhưng mà đừng có tiết kiệm quá, hiểu không? Anh nó bụng quá, đi xuống dưới nấu cơm cho anh ăn đi. Thôi, cơm nước xong xuôi hết trơn rồi. Ủa vậy hả? Này trời đang muốn ngon luôn nha. Món gì vậy? Cá lóc kho nè, đó, canh chua nha. Hả? Có tôm xào rau củ anh thích nữa. Cũng ngon đó. Ủa, mà anh nhớ là cách đây 2 ngày mình ăn mấy cái món này rồi mà ta. Thì đồ, hôm bữa mình ăn chưa có hết, em để trong tủ lạnh đến giờ lấy ra hâm lại là được rồi. Đi lên chợ thay đồ đi rồi anh dẫn cho đi ăn. Ăn 3 cái đồ nguội lạnh đó rồi vi khuẩn không? Ăn vô có tiền mà chưa kịp xài nó đã chết rồi đó, bệnh chết rồi đó. Muốn đi ăn ngoài, anh tự đi ăn một mình đi. Em có ăn, em tiết kiệm. Em trời đất ơi, trời. Ta có vợ tiết kiệm người ta sướng. Tôi sao tôi khổ quá vậy nè. Canh chua lá giang, món ngon không quá. Không giận quá. Ủa mà sao mấy món này thấy quen quen nè. Hả? Món truyền thống. Mà con nhớ hình như là mới ăn đây thì phải nè. Dạ con mời má, mời chồng ăn cơm. Ăn cơm đi con, ăn nha. Ăn đi con, cái gì mà sao nhìn nhìn vậy? Dạ dạ dạ. Hồi nãy đi chơi á, nhà hàng xóm tự nhiên ngồi khó chịu người. Thấy trời mưa lật đật chạy về. Dạ. Không có gì ở bên nhà người ta kỳ. Dạ. Sao vậy má? Nó rem rem bụng, khó chịu quá. Má đau bụng hả? Sao vậy? Không biết nữa. Nó rem rem. Hồi nãy bị rồi mà giờ nó rem rem hơn chút xíu, nó khó chịu quá. Buổi dạ. Sáng về mà em cho má ăn cái gì vậy? Dạ thì cũng mấy cái món này là em ướp thì để 1-2 ngày nay anh. Cái gì? Ủa con nói vậy? Cái thịt này con ướp 1-2 ngày rồi con mới kho hả? Dạ. Thấy chưa, hồi nãy con nói cái gì mà quen quen nhìn. Má đâu có biết đâu, vợ con hiểu tính hơn. Bởi vì má lên má ăn má thấy đồ ăn vậy, bởi vì con nói má đâu có hiểu gì đâu. Dạ. Con có để trong tủ lạnh đàng hoàng hả? Không có hư cái gì đâu má. Con đồ ăn mua về ướp kho liền, ăn liền con. Con để vậy là không được rồi ha. Dạ con tính tiết kiệm á má. Trời ơi không có được, con tiết kiệm chút xíu. Nhưng mà lỡ có cái gì mà nó ảnh hưởng mình sao con? Bệnh tật này kia rồi bao nhiêu thứ. Tiết kiệm đồng thì chứ nó tốn 10 đồng tiền thuốc lận con. Sau này không có tiết kiệm cái dù này nữa nha. Thôi không mấy dẹp mấy cái này đi. Dạ đó, dạ coi, con chút xíu mình cân mình kho món khác mình ăn. Còn cái gì trong tủ lấy ra kho khác ăn. Dạ hay là giờ mình ăn trái cây đỡ nha má. Thôi cũng được, đem trái cây ra đây ăn. Này sao ăn, trời để ăn mất công bệnh hoạn. Nói lời với vợ con nha, đừng có tiết kiệm cái kiểu đó. Nói chết à. Chịu. Dạ dạ, con xin lỗi má, em xin lỗi chồng mà. Con sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. Không sao đâu, xíu dạ đây mình ăn trái cây đỡ đi nha. Đi ngoài đây má cắt luôn cho.
Con tém tém nó qua bên đi. Ủa cái gì? Cái cây gì héo queo hả con? Cái này hồi nào nữa đây? À, dạ không, cái này á là hồi sáng em đi chợ á, cái cô Tám là còn có một ít trái cây ới, cô bán rẻ lại cho em cái thôi, em mua coi như giúp người ta ha. Trời đất ơi, con thương người thì cái đó má đồng ý, má đồng tình với con hai tay luôn. Nhưng mà thương người cũng vừa vừa phải thôi, mình mua trái cây mình phải lựa cái kiểu này mình ăn cái gì con? Dạ. Nó úng nó hư hết nè, nó héo queo kiểu này là con biết bao nhiêu ngày không? Thì con thấy là mình gọt mấy cái phần hư đó đi là mình vẫn còn ăn được á má. Chứ mùa này trái cây mắc lắm, nếu mà vô siêu thị mua thì giá cả đắt đỏ lắm. Trời ơi, giá nó cao chút xíu nhưng mà nó tươi, mình ăn mình bảo đảm cái sức khỏe của mình. Em nè, anh nói với em rồi, tiết kiệm thì cũng tiết kiệm nó cho nó hợp lý chứ. Thôi thôi lỡ rồi đừng có la vợ con nữa. Thôi để mình nấu món khác ăn đi. Dạ. Thôi giờ này nấu gì nữa, giờ gia đình mình đi ra nhà hàng ăn đi. Thôi đừng đi ăn nhà hàng anh, nhà hàng mắc lắm. Đợi em xíu nấu món khác lẹ lắm anh. Tiết kiệm nữa hả? À, chúng ta coi cái tiểu phẩm này chúng ta thấy rằng là cũng nan giải quá phải không anh? Chị vợ trong cái tiểu phẩm này tiết kiệm đến một cái mức mà những cái vật dụng rất là lâu rồi, rất là cũ rồi vẫn sử dụng. Rồi đồ ăn thì mua những cái đồ ăn mà nó rẻ tiền mà đôi khi là nó bị hư, bị đã không còn chất, thậm chí là phát sinh vi khuẩn nữa. Anh chồng trong cái tiểu phẩm này cũng rất là khó chịu nhưng mà cũng chưa có biết là phải xử lý như thế nào. Thì theo anh đánh giá như thế nào về cái sự tiết kiệm trong cái trường hợp của chị vợ này ạ? Xem xong cái tiểu phẩm mà thấy thương cho anh chồng quá trời quá đất luôn. Tại vì thật ra tiết kiệm là một điều tốt chứ đúng không Hoài Hương và quý vị? Tiết kiệm sẽ giúp cho mình là không có bị hoang phí nè, mình chi tiêu một cách rất là hợp lý. Và đó là những cái cơ hội để mình tích lũy những khoản tài chính cho tương lai. Tuy nhiên khi mà cái sự tiết kiệm một cách quá mức đó thì nó không còn bản chất của sự tiết kiệm nữa, mà lúc đó là trở thành là keo kiệt, là buồn xỉn và đôi khi lại là chuốc họa vào chính bản thân mình. Và chúng ta thấy rằng là tiết kiệm nó cũng sẽ phải có một cái chừng mực, đó là mình không có đảm bảo rằng là chi quá tay hoặc là đầu tư quá nhiều cho một thứ nào đó, mà mọi thứ nó đều hợp lý trong cái khả năng, trong cái chừng mực mà thu nhập của một gia đình. Còn nếu như mà mình vì những cái lý do như là giảm được 1-2 đồng đó, đôi khi nó chỉ là một vài ngàn đồng thôi Hoài Hương và quý vị, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng tiết kiệm như vậy thì thành ra rằng là cái việc tiết kiệm đó nó một mặt là cái tài chính tích lũy nó cũng không được bao nhiêu hết, và quan trọng rằng là cái số tiền đó nó có đổi lại được với cái việc là ở những người thân trong gia đình họ cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì ở đồ thì bao nhiêu lâu rồi mà không có được thay mới, mà trong khi là thay đồ mới là một trong những cách làm cho không gian của mình nó tươi mới hơn, nó sinh động hơn nè, rồi đặc biệt là những cái chuyện ăn uống nữa. Hoài Hương và quý vị cứ thử nghĩ xem, nếu mà mình cứ ăn những cái đồ ăn mà nó không có tươi như vậy thì chắc chắn là cái hệ lụy về sức khỏe, nhất là tình hình hiện nay nữa, cái vấn đề an toàn thực phẩm luôn luôn là cái điều mà mọi người cần phải đặt ra. Nên tiết kiệm là điều rất là tốt, nhưng nếu như chúng ta tiết kiệm một cách quá mức thì nó lại sang một cái trạng thái tiêu cực rồi, phải không quý vị? Cá nhân Hoài Hương cũng là một cái người phụ nữ gọi là tay hòm chìa khóa trong gia đình đó. Hoài Hương cũng không dám tự nhận mình là cái người giỏi tiết kiệm đâu, nhưng mà Hoài Hương có những cái nguyên tắc trong cái vấn đề quản lý tài chính của gia đình, vẫn trên tiêu chí là mình sẽ tiết kiệm cho gia đình của mình. Thậm chí Hoài Hương còn có một cái ý thức tự khoe, có nghĩa là Hương tiết kiệm, ví dụ như tiết kiệm điện đi, thì không phải chỉ là vì tiết kiệm cái chi phí trả tiền điện tháng đó, mà luôn luôn Hương nghĩ một cái điều rằng là mình tiết kiệm cho quốc gia, bởi vì điện là cái nguồn tài nguyên quốc gia. Rồi nước cũng vậy, mình nghĩ đến những cái quốc gia trên thế giới mà có những cái nơi mà trẻ em không có nước nè, không có thức ăn nè, có nhiều người là bị hạn hán đó. Tự nhiên mình nghĩ đến những điều đó, cái bản thân mình trong gia đình mỗi lần mình xả nước mình cũng ý thức hơn, mỗi lần mình dùng điện mình cũng tiết kiệm hơn, chứ không phải chỉ là cho cá nhân bản thân mình. Thì phải Hương nghĩ rằng là cái việc tiết kiệm trong cái trường hợp này Hương nghĩ là đúng. Nhưng mà để mà mình có một cái khoản tài chính mình theo cái mục tiêu mình đề ra, mà mình siết tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình, rồi mình tự áp lực bản thân và mình siết luôn tất cả mọi người, thì cái điều đó nó gây ra những cái hệ lụy. Hương chưa nói đến cái vấn đề về sức khỏe, vấn đề về an toàn, mà nói về vấn đề tâm lý. Những người xung quanh chắc là sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh nghĩ như thế nào ạ? Thôi, điều đầu tiên sau chương trình ngày hôm nay là Quân phải liên hệ với ngành điện này, ngành nước này, để tìm ra cái địa chỉ nhà Hoài Hương và gọi là tuyên dương vì tấm gương tiết kiệm đó. Đó là việc đầu tiên mà sẽ làm đó. Đây là chuẩn bị là vừa rồi đó. Thật ra là có nhiều người khi mà nghe Hương chia sẻ điều này á thì nghĩ là mình chắc là hơi viển vông hoặc suy nghĩ lớn lao, nhưng mà Hương nghĩ rằng là
đang làm đúng cái điều đó. Khi mà mình tiết kiệm cho tất cả mọi người là mình đang tiết kiệm cho bản thân mình. Không phải đúng đâu mà là rất đúng và rất là đáng được tuyên dương đấy kìa. Nhưng mà đúng là cái vấn đề mà thầy Hưng đặt ra đó là những cái tác động về mặt tâm lý. Giả sử trong gia đình mà có một người mà tiết kiệm quá mức đi so với lại những người khác, và thật sự thì những người thành viên còn lại nó sẽ không hề cảm thấy thoải mái được. Tại vì mình cứ tưởng tượng là một cái đồ mà có thể là nó muốn hư rồi hoặc là nó không hư đi chăng nữa, nhưng mà ví dụ như cái gì nó cũng có tuổi thọ của nó. Và đặc biệt là tất cả các cái đồ dùng hoặc là các cái thứ trong gia đình suy cho cùng là để nó phục vụ cho cuộc sống của những người sống trong gia đình đó. Và cuộc sống thì nó có rất là nhiều thứ về mặt vật chất, nhưng cái điều rất là quan trọng đó là đời sống tinh thần. Mình cứ tưởng tượng rằng là cứ năm này qua năm khác, 5 năm, 10 năm rồi mình trở về ngôi nhà của mình. Đúng là cái cảm giác thân thương đó. Nhưng mà những cái vật dụng đó nó phải được cập nhật, hoặc là nó cần phải được thay khi mà nó hư hỏng, hoặc là nó đã quá lỗi thời rồi. Và điều đấy nó giúp cho tạo sinh khí cho ngôi nhà mà. Và nó sẽ góp phần làm cho những thành viên cảm thấy rằng là rất là thoải mái, mình mong muốn trở về nhà sau một ngày làm việc. Còn những trường hợp mà tiết kiệm một cái quá mức rồi, cái gì cũng nhắc người này, nhắc người kia, và liên tục như vậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thì chắc chắn rằng là các thành viên còn lại sẽ không thể cảm thấy thoải mái rồi. Đặc biệt là với những người con cái và các bạn trẻ, khi bây giờ mình có một cái tư duy nó khác hơn, nó mới hơn, nó mở hơn. Không đồng nghĩa với việc là lãng phí đâu, nhưng mà quan trọng rằng là nó phải phù hợp với lại bối cảnh, với cái điều kiện kinh tế của gia đình cũng như của xã hội. Và nó cũng sẽ phải có những cái sự tương tác về mặt tâm lý với các thành viên theo những cái thế hệ, theo những độ tuổi khác nhau nữa. Đó là cái điều rất là quan trọng, bởi vì đôi khi cái chuyện tiết kiệm tưởng chừng như nó chỉ là 5-10 ngàn, một vài ngàn hoặc là một số tiền nào đó, nhưng rõ ràng rằng là cái tác động về mặt tâm lý, cái điều đó nó còn quan trọng hơn rất là nhiều để chúng ta có thể duy trì một cái đời sống gia đình mà thật sự là khỏe mạnh, an toàn về tài chính mà cũng rất là thoải mái về mặt tinh thần. Đó mới là điều quan trọng. Cá nhân Hoài Hương thì cũng có những cái kinh nghiệm, nhưng mà đây là kinh nghiệm của cá nhân thôi. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta nói là nói cho đại chúng, cho rất là nhiều những người vợ, những người mẹ, những người quản lý tài chính trong gia đình. Vì thế thì anh có cái lời khuyên hoặc là một cái giải pháp nào cho những người vợ? Tại vì Hoài Hương nghĩ nói đi cũng phải nói lại đó, có nghĩa là người vợ trong cái tình huống vừa rồi tuy là hơi keo kiệt thiệt, nhưng mà có thể cái xuất phát điểm của chị là bởi vì chị muốn tiết kiệm cho gia đình, chị muốn có thể là có những cái khoản để lo khi ốm đau bệnh tật, để khi con cái lớn lên còn phải học hành, chứ không hẳn là bởi vì cái bản tính của chị là một người keo kiệt. Như vậy thì anh sẽ tư vấn cho riêng chị và cho tất cả quý vị khán giả là chúng ta sẽ phải có những nguyên tắc hoặc là làm cái điều gì để vẫn đảm bảo việc tiết kiệm cho gia đình, nhưng mà chúng ta không biến mình trở thành một cái hình ảnh, một cái người quá keo kiệt, làm cho các thành viên trong gia đình còn lại khó chịu. Đối với người phụ nữ trong cái tiểu phẩm và những người mà sẽ có cái hoàn cảnh tương tự như vậy đó, thì thật sự đúng như Hải Hương nói, điều đầu tiên chúng ta phải rất là trân trọng cái mục đích. Bởi vì rõ ràng rằng là một người phụ nữ trong gia đình có tiết kiệm thì cũng tiết kiệm cho ai. Rõ ràng là vì cái gia đình đó nên những người phụ nữ mới muốn siết chặt chi tiêu như vậy. Nhưng cái điều rất là quan trọng đó là các người vợ hoặc là người mẹ cũng cần đặt mình vào hoàn cảnh của các thành viên còn lại trong gia đình, để mình xem rằng là cái sự tiết kiệm của mình đó, nó có bên cạnh cái việc là đảm bảo mục tiêu là mình sẽ có những cái khoản dự trữ về mặt tài chính trong tương lai, thì nó có tác động một cách tiêu cực đến đời sống tâm lý của các thành viên trong gia đình hay không. Mình cứ thường xuyên nhắc nhở, mình cứ gọi là tính toán rất là kỹ trước khi quyết định mua một món đồ nào đó, nhưng mà nó lại dẫn đến những cái hệ lụy. Đầu tiên trước mắt là các thành viên trong gia đình cảm thấy bị gò bó, cảm thấy rằng là về nhà mà giống như là một cái gì đó lúc nào nó cũng áp lực đó, thì chắc chắn rằng là đó là không tốt rồi, và mục đích ban đầu của mình cũng đã bị phá hủy nữa. Và cái điều quan trọng rằng là sẽ có những trường hợp mình phải tính đến cái hệ lụy của cái việc là khi mình chi ly một cách quá mức, mình sẽ không có những cái điều kiện để mình thay đổi các cái vật dụng trong gia đình, hoặc là mình có những cái món ăn tươi ngon. Và sức khỏe trong gia đình là một điều rất là quan trọng. Sức khỏe về mặt thể chất sẽ đến từ cái việc là ăn uống hàng ngày, mà ăn uống thì lại bắt nguồn từ những cái thực phẩm sạch, thực phẩm tươi ngon, thì chắc chắn là so với những cái thực phẩm mà nó cũ rồi, là nó không gọi là gần thế hạn sử dụng đó, thì cái mức chi phí nó có thể là cao hơn một chút xíu, nhưng đổi lại về sức khỏe của những thành viên trong gia đình, đó mới là cái điều cực kỳ quan trọng.
và cái mặt cũng không thể thiếu được, đó là sức khỏe và mặt tinh thần. Mình tiết kiệm thì cũng sẽ lan tỏa cái ý thức tiết kiệm đó cho các thành viên trong gia đình, giống như Hoài Hương đã làm đó. Và khi mà ai cũng sẽ ý thức được một điều rằng là à, cái nào cần thì mình sử dụng, còn khi không cần đó, thì mình sẽ không sử dụng. Thì đó là một cách mà tiết kiệm, mà đồng hành các thành viên trong gia đình đều chung tay chung sức luôn, thì ai cũng sẽ cảm thấy rằng là đó là một điều rất là nên làm, và cùng chung tay thì chắc chắn kết quả nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều ở một mình bản thân mình rồi. Đó là mình cần phải lan tỏa cái giá trị đó, nhưng muốn lan tỏa thì nó phải ở cái mức độ là hợp lý, và nó không quá làm cho người ta cảm thấy bị gò bó, bị áp lực, bị bí bách khi mà mình phải áp dụng những cái điều đó. Đó là những cái thông điệp mà chương trình muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ, những người vợ và những người mẹ đã và đang có những cái suy nghĩ như trong cái tiểu phẩm vừa rồi. Dạ vâng ạ. Hải Hương nghĩ rằng là có lẽ là quý vị cũng đồng ý mục tiêu lớn nhất của một đời người có thể là thành công, có thể là giàu có thể là nhiều thứ khác, nhưng có lẽ lớn nhất đó chính là hạnh phúc. Và để có được hạnh phúc thì chúng ta nên có sự cân bằng trong cuộc sống. Chúng ta cứ tiết kiệm một cái điều vô cùng là hợp lý, nhưng mà nếu mà chúng ta tiết kiệm đến một cái mức mà làm cho bản thân chúng ta không còn hạnh phúc, làm cho những thành viên trong gia đình không còn cảm thấy cái nơi mà trở về đó là một nơi hạnh phúc và thoải mái, thì đôi khi kết quả nó sẽ đi ngược lại. Cảm ơn rất là nhiều tiến sĩ Bùi Hồng Quân ngày hôm nay đã có những chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị khán giả của chương trình ạ. Rất là cảm ơn Hoài Hương và thưa tất cả quý vị, chắc chắn rằng là ai chúng ta cũng hướng đến mục tiêu là đem lại đời sống tinh thần thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Tiết kiệm là điều luôn luôn cần thiết, nhưng đừng biến sự tiết kiệm đó thành những cái điều mà mọi người không có mong đợi, tạo một tâm lý tiêu cực cho các thành viên trong gia đình. Và nếu mình tiết kiệm một cách quá mức đó, tức là mình cũng đã bỏ rất là phí cái thời gian, cái công sức của mình phải chi ly, phải tính toán, thì điều đó bản thân của mình cũng không có lợi rồi, và các thành viên trong gia đình cũng sẽ không thật sự cảm thấy thoải mái, phải không quý vị? Và Hoài Hương cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Lắng Nghe Hạnh Phúc. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.